Bạn đã từng nhìn thấy qua tuyết rơi tháng 7 chưa? Cậu bé nghịch ngợm này bảo A Hoàn đặt chén bột mì lên trên một đầu của ván bập bênh. Ở đầu bên kia, cậu bé ngồi thật mạnh xuống, chỉ nhìn thấy cái chén với tốc độ 88 m/s bay ra ngoài. Thúy Hoa, chạy nhanh đi. Cậu bé nghịch ngợm này tên là Tiểu Hổ. Hôm nay trong nhà có một giáo viên gia đình mới. Trước đó, cậu bé đã khiến cho 99 giáo viên tức giận bỏ đi. Lão phu nhân bảo cô phải chuẩn bị sẵn tư tưởng. Các hạ nhân đánh cược với nhau, cô giáo này chưa tới 3 tháng chắc chắn sẽ bỏ đi. Cô giáo này tên là Bạch Ngọc Lan. Khi lần đầu tiên gặp nhau, cô đưa tay ra định bắt tay Tiểu Hổ. Không ngờ Tiểu Hổ lấy hết sức đánh lên bàn tay của cô giáo. Ngọc Lan còn chuẩn bị cho cậu bé quà gặp mặt, Tiểu Hổ lại cố ý không đón lấy khiến cho món quà rơi xuống đất. Càng đáng giận hơn nữa là cậu ta còn đạp lên mấy cái rồi mới bỏ chạy. Ngày hôm sau lần đầu tiên vào học, A Hoàn đi vòng quanh Tiểu Hổ cầu xin cậu bé vào học. Được rồi, tôi đi. Thật sao? Không đi thì sao có thể đuổi cổ cô ta đi được? Hả? Tiểu Hổ ôm lấy con búp bê bằng vải đi tới phòng học. Ngọc Lan đã tuyên bố với cậu ta thời gian sắp xếp cho lịch học, cầm lấy thời khóa biểu và trưng cầu ý kiến của cậu ta. Còn Tiểu Hổ thì chỉ quan tâm chơi với con búp bê, hoàn toàn không quan tâm cái gọi là sắp xếp thời gian. Ngọc Lan vừa xoay người lại bắt đầu dạy học, thì Tiểu Hổ đã cầm lấy cái đồng hồ báo thức mà bắt đầu vặn nó. Chỉ vừa nói được hai câu thì cái đồng hồ báo thức reo lên. Hết giờ học rồi, hết giờ học rồi, đi chơi thôi. Hết giờ học rồi, hết giờ học rồi. Có thể ra ngoài chơi rồi, cho tới buổi tối. Ngọc Lan đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ lướt qua một cái bóng đen. Thì ra là Tiểu Hổ trùm cái khăn trắng vào người để giở trò ngoài hành lang. Tiểu Hổ quay trở lại phòng mình âm thầm cười trừ ra vẻ đắc ý. Không ngờ bị Ngọc Lan bắt quả tang ngay tại trận. Cô giáo, nghe nói trong nhà có trộm. Quản gia đã tới phòng của Tiểu Hổ để kiểm tra tình hình. Ngọc Lan vội vàng ôm lấy Tiểu Hổ ngã vào lòng mình. Còn Tiểu Hổ thì tỏ vẻ đang rất sợ hãi. Quản gia vừa mới ra ngoài thì cậu ta lập tức đẩy Ngọc Lan ra. Ngọc Lan kéo theo tay của cậu bé, nghiêm túc nói rằng: ta không vạch trần cậu, không có nghĩa là ta bao che cho cậu. Ta chỉ hy vọng cậu có thể tự mình kiểm điểm lại. Ta càng hy vọng việc xảy ra hôm nay sau này đừng bao giờ xảy ra nữa. Ngọc Lan nói rằng đừng mong đuổi cổ được cô đi. Có chiêu thức gì thì cứ việc giờ hết ra đi. Bảo cậu bé hãy đi ngủ sớm. Tiểu Hổ không phục đã làm một khuôn mặt quỷ ra vẻ khinh thường. Càng nghĩ thì càng tức. Bạn có dám tin hay không? Cậu bé nghịch ngợm không chịu đi học đã bị trói tay lại. Không ngờ vừa mới bắt đầu vào học thì Tiểu Hổ đã làm ầm lên đòi đi vệ sinh. Đành phải cởi trói cho cậu ta đi vệ sinh. Nhưng cậu ta lại trèo ra ngoài theo lối cửa sổ. Muốn bắt ta ư, đừng có mơ. Nhưng không ngờ lại bị Ngọc Lan bắt giữ ngay tại chỗ. Tiểu Hổ không phục yêu cầu cô tiếp tục trói mình lại. Lão phu nhân nhìn thấy Tiểu Hổ bị trói cả hai tay ngồi học thì vô cùng tức giận chạy thẳng tới. Ngọc Lan bèn vội vàng đóng cửa lại. Từ xưa tới nay, không có quy tắc không thành tiêu chuẩn. Tôi hy vọng có thể thông qua thể phạt nhỏ nhoi này để cho Tôn thiếu gia có thể nuôi dưỡng được thói quen an tâm học tập. Đủ rồi. Bất luận giải thích thế nào, lão phu nhân cũng không nghe lý luận giáo dục này của cô. Đúng lúc đang định phá cửa xông vào thì Tiểu Hổ tỏ vẻ như không có chuyện gì, mà nói rằng là do cậu ta bảo cô giáo trói mình lại, đồng thời bảo họ hãy rời khỏi đây, đừng quấy nhiễu cậu ta vào học. Tiểu Hổ dường như rất hài lòng với cách làm của mình. Bèn nói tiếp, ta nói cho cô biết, cô đấu không lại ta đâu. Nhưng Ngọc Lan hoàn toàn không xem cậu ta là kẻ địch, và càng muốn là một người bạn của cậu ta. Lão phu nhân nhìn vào Ngọc Lan thì cảm thấy chướng mắt. Bèn bảo hiệu trưởng thay người. Kết quả, hiệu trưởng đã khẳng định Ngọc Lan là giáo viên ưu tú. Hy vọng bà ta có thể nhẫn nại thêm. Buổi tối, Tiểu Hổ tỏ vẻ bí ẩn đi tới phòng của Ngọc Lan xem cô đã đi khỏi chưa. Nhưng không ngờ, các ngươi đang làm gì vậy? Tiểu Hổ bước vào phòng nhìn thấy bức tranh thêu hình con hổ thì vô cùng thích thú, bởi vì đây là biểu tượng của cậu ta. Tiếp theo sau, Ngọc Lan lấy ra nhiều con hổ hơn nữa, kể cho cậu bé nghe câu chuyện liên quan tới con hổ. Vậy sau này thì sao? Người mẹ đó đã tìm thấy đứa con trai của mình hay chưa? Ta có thể chia sẻ một điều ước ngày sinh nhật năm nay của ta cho cô ấy. Ta hy vọng cô ấy có thể nhanh chóng tìm thấy được đứa con của mình. Ngọc Lan không kìm lòng được đã rơi nước mắt, ôm chặt lấy Tiểu Hổ vào lòng và cảm ơn lời chúc phúc của cậu bé. Còn nói rằng mỗi năm đều làm tặng cậu ta một con hổ. Tiểu Hổ cầm lấy món quà trong tay và vui mừng bước ra khỏi cửa. Đột nhiên quay người lại, nghịch ngợm nói rằng đợi không được tới năm sau, nói không chừng ngày mai là đã có thể đuổi cổ cô đi rồi. Tuy Tiểu Hổ có thể vào học đúng giờ, nhưng nhất thời không thể nào sửa đổi được những thói quen xấu, vẫn là tự mình ngồi chơi với con búp bê. Chính vào lúc này, A Hoàn nói rằng thiếu gia đã trở về rồi. Tiểu Hổ vui mừng chạy ra khỏi phòng để đi nghênh đón. Vừa gặp mặt là mở miệng đòi quà. Thiếu gia hỏi cậu ta gần đây có ngoan hay không. Không ngờ Tiểu Hổ thẳng thắn nói rằng không ngoan. Lão phu nhân đã giới thiệu cho thiếu gia giáo viên mới tới. Khi Ngọc Lan vừa xoay người lại thì hai người phút chốc đều thẫn thờ. Người đàn ông dẫn theo người phụ nữ bỏ trốn, không ngờ bị một đám tay sai bao vây xung quanh. Người đàn ông xé rách một góc áo của mình, hai người buộc chặt tay mình lại với nhau, thề rằng mãi không chia lìa. Bọn tay sai nhận tiền làm việc, một mực đòi chia cắt cặp uyên ương khổ mệnh này. Một dao chém xuống cắt đứt miếng vải. Tuyết Liên, muội hãy về nhà đợi ta. Ta hứa với muội, ta nhất định sẽ quay về cưới muội. Muội hãy đợi ta. Nhưng đợi chờ như thế đã kéo dài 8 năm. Tuyết Liên hóa thành giáo viên Ngọc Lan bước vào trong kiều phủ. Không ngờ ở nơi đây, cô đã gặp lại người đàn ông mà cô ngày đêm nhung nhớ, chính là đại thiếu gia nhà họ Kiều, tên là Kiều Nhật Thăng.
hai người phút chốc vô cùng ngỡ ngàng. Rất may Tiểu Hổ đã kéo tay của Nhật Thăng, nhờ thế nên anh ta mới hoàn hồn lại. Vừa mới mở miệng thì Ngọc Lan đã lấy lý do cơ thể không được khỏe nên muốn về phòng trước. Nhật Thăng đuổi theo kéo tay của Ngọc Lan lại. Ngọc Lan đã hất văng tay của anh ta ra và ngăn anh ta ở trước cửa phòng, nói với anh ta rằng anh ta nhận lầm người rồi. Cầu xin muội đấy, muội mở cửa ra đi Tuyết Liên. Cầu xin muội đấy, Tuyết Liên, muội mở cửa ra đi. Tôi không phải là Tuyết Liên mà huynh quen biết. Tôi tên là Bạch Ngọc Lan, đã từng yêu sâu đậm bao nhiêu thì bây giờ sẽ căm hận bấy nhiêu. Ngày hôm sau là sinh nhật của Tiểu Hổ, họ mời người tới chụp ảnh, nhưng Nhật Thăng lại mặt mày cau có. Lão phu nhân bảo mọi người hãy tới đây cùng chụp ảnh. Nhật Thăng nhìn thấy Ngọc Lan đã tới, chủ động đứng dậy bảo cô ngồi vào vị trí của mình. Đương nhiên Ngọc Lan không chịu ngồi vào vị trí của chủ nhân, mà âm thầm đi qua một bên đứng đó. Sau khi chụp ảnh xong, Nhật Thăng một lần nữa đuổi theo sau lưng cô. Còn chưa kịp đợi anh ta mở miệng thì Ngọc Lan đã đưa ra hai lựa chọn: cho cô ở lại tiếp tục làm giáo viên dạy dỗ cho Tiểu Hổ, hoặc là cô rời khỏi đây. Đương nhiên là ta hy vọng muội có thể ở lại đây. Tôi muốn huynh cũng giống như những người khác, cũng gọi tôi một tiếng cô giáo Bạch. Đối với quá khứ của huynh, tôi chưa bao giờ tham dự vào cả, tôi càng không có hứng thú muốn biết. Buổi tối, Nhật Thăng thổi sáo, Ngọc Lan nghe thấy đau lòng khôn xiết. Chính vào lúc này trong nhà xuất hiện trộm, đụng chạm với cảnh sát. Thì ra là hai anh em hiệu trưởng, vì muốn điều tra nguyên nhân cái chết của cha nên mới tới đây. Cha của họ là người đã thiết kế nên Kiều phủ. Ngọc Lan lo lắng cho an nguy của Tiểu Hổ, không ngờ vừa mở cửa thì bắt gặp hiệu trưởng. Cô Bạch, sao huynh lại ở đây? Hãy giúp tôi một tay. Ngày hôm sau, cục trưởng Giang không mời mà tự tới đây. Quản gia lại nói không cần phải chuyện nhỏ xé to, trong nhà không bị mất trộm gì cả, chỉ là hiểu lầm. Giang cục trưởng sau khi quay về cục cảnh sát thì uống vào vài ngụm rượu, nói rằng khó khăn lắm mới có được một cơ hội, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.